Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm y khoa dùng cho các giáo viên giảng dạy cũng như là việc học tập của học sinh sinh viên y khoa được dễ dàng hơn. Đó là mô hình cấu tạo giải phẫu cơ thể người 45cm. Đây là một mô hình hoàn chỉnh của chúng tôi, được làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp và có cấu tạo giải phẫu như thật. Thì ở đây là mô hình, đây quý vị quan sát màu da này, tương đối giống với màu da của người châu Á. Về cấu tạo thì tôi xin phép được giới thiệu từ phần trên xuống. Đây là mặt cắt dọc của đầu, phần đầu. Đây là lão, được đánh số cũng như là chia vùng của các vùng não để cho sinh viên có thể dễ nhớ, dễ học. Đây là mặt cắt dọc, đây là não. Hai phần này thì được liên kết với nhau bởi một chiếc nam châm từ tính, có thể dính liền với nhau như thế này. Còn đây là phần giải phẫu nội tạng cơ thể, đây là hai lá phổi này. Tôi chỉ xin giới thiệu sơ bộ, còn về phần chuyên sâu thì quý vị và các bạn sẽ nghiên cứu ở trong các cái chuyên mục y khoa cũng như là kiến thức của giáo viên giảng dạy. Đây là hai lá phổi, gồm cũng bờ góc cạnh, rồi là các cái nốt cắt của tiểu khí quản, phế quản. Đây là tim, cấu tạo của tim. Mô hình này nhỏ gọn nên là rất dễ mang theo. Đây là gan, tôi chỉ xin giới thiệu sơ bộ thôi. Đây là gan, đây là dạ dày, và trên này đều có đánh số này để cho học sinh sinh viên có thể là học tập cũng như là nhớ được vị trí các giải phẫu của các cái tạng. Đây là phần ruột, gồm có ruột già và các quai ruột non. Đây là cấu tạo của phần ruột già này. Đây là mặt sau của ruột. Đây thì chúng ta lại cái phần nền khối này thì chúng ta sẽ quan sát được những cái đường đi của động mạch chủ cũng như là tĩnh mạch chủ, các vị trí của thận cũng như là bàng quang. Phần nối tiếp của ruột già cũng như là vị trí các góc giải phẫu trên cơ thể người. Đây, quý vị quan sát một lần nữa. Vừa rồi chúng tôi đã sơ bộ giới thiệu về giải phẫu nội tạng cơ thể người, là một mô hình dùng cho học sinh, sinh viên cũng như là giáo viên y khoa ở giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Quý vị và các bạn có nhu cầu về sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hoặc trang web. Xin được trân trọng cảm ơn.